Dạ rồi, xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của anh Dũng ha có tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai hàng chơi Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. À, ghép gốc siêu quái ha cô chú anh chị, siêu quái thú rất là đẹp nha cô chú anh chị, giá cũng rất là hữu nghị ha. Em mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của anh Dũng nha cô chú anh chị. Đầu clip cô chú anh chị cho em xin một like một đăng ký kênh để khi kênh video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo đó vào xem sớm nhất nha. Rồi, mình gặp ông chủ ha. Rồi xin chào quý vị các bác anh cha ha. Rồi nay tạo lời kênh em xin giao lưu là có 6 cây mai nha. À, đau phúc với một cây gió thơm nha. Rồi. Rồi cây đầu clip của em là cây mã số 10B nha. Rồi, cây dáng bay đau phúc nha. Và điểm này là cứng 12, tính 12 thôi nha. Mình 12 ha. Ở cái rễ rất là quái luôn cô chú anh chị. Ghép được 3 bao lớn cô chú anh chị ha. Chiều bay nó 79, nụ cô chú anh chị rất là nhiều nha. Ngang 65. Rồi. Rồi, cây này em xin giao lưu là 700 nha. Rồi 700 ha. Đổi cây. Rồi, một cây đao phúc hình thú ha. Rồi. Y như cái con mà tất cả kè thằng lằn gì nó nằm nó bò nè, có hai chân trước luôn nè. Cây này là mười mấy B. Cây này là 11B nha. 11B ha. Vành lời được 10 nha. Rồi. Y như cái kè hay gì. Nắm bò nè. Có tay nè cô chú anh chị, tay chân nè ha. Bên đây nè ha. Rồi bên đây cũng có tay chân luôn cô chú anh chị nha. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Này để bàn ngon lắm ạ. Cái này tàn rất ẩm luôn cô chú anh chị ha. Cao 50. Rồi, ngang 50. Rồi, cây này xin vô luôn cũng 700. 700 mình bao phí luôn ha ông chủ. Bao phí vận chuyển. Rồi, mình đổi cây này luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 12. Cũng là cây đa phúc luôn. Và điểm này là 15 nha. Rồi, da nó lên giống như là sù da me vậy cô chú anh chị ha. Sần sùi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cao 79. Cây ghép được 4 bo ha. Tàn siêu lớn luôn cô chú anh chị. Ngang 87. Rồi. Rồi cây này xin vô 800 nha. 800 ngàn mình bao phí ha ông chú. Bao phí vận chuyển luôn. Rồi. Cây này đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 13. Là một cây đa phúc dáng bay luôn nha. Rồi, cây dáng bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Vành là 14. Rồi, nút nụ siêu nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Dạng này thì nút nụ khỏi lo. Đau nụ luôn. 397. Ngang 54. Rồi. Rồi cây này cũng xin lô 700 nha. 700 ngàn bao phí ha. Bao phí vận chuyển luôn. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 14. 14. Rồi. Vành điểm này là được 17 nha. Dáng hơi siêu siêu ha, như con thú nằm rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép được hai bo ha. Bo nó cỡ bằng tay tỏi với lại tay cái, em bự hơn tay cái em luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là 98. Rồi. Ngang 82. Rồi. Rồi cây này xin giao lưu là 1 triệu tư nha. Rồi 1 triệu tư bao phí ha. Bao phí. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 15. 15 là một cây giáo thơm nha. Rồi, cây tàn rất là lớn luôn cô chú anh chị ha. Cây dáng hơi siêu 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 dễ thương luôn cô chú anh chị. Hoành điểm này là được 16 nha. Rồi. Nghe con thú nằm nè. Nó hơi lũa đang xíu nha, rễ nè nó nằm ngang đây mình cắt bỏ. Rồi. Tàn rất là lớn cô chú anh chị, ghép được 3 bo lớn, siêu lớn luôn cô chú anh chị ha. Tán ngang nó được là 100. Rồi. Chiều cao nó là 82. Rồi. Rồi cây này xin lưu 800 nha. 800 ngàn bao phí ha. Bao phí vận chuyển. Rồi, rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi xin hẹn chào và hẹn gặp lại các bác clip sau nha. Rồi. Số điện thoại luôn. Số điện thoại em là 038 5462 998 ha. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là anh Dũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho kênh cũng như là vườn của anh Dũng của chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ hết clip trước của anh Dũng nha cô chú anh chị nha. Thì mong clip này cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình cũng ủng hộ cho vườn của anh Dũng nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình nè. Cuối clip nhớ cho em xin một like một đăng ký cho em xin một like một đăng ký kênh ha để khi kênh quay video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.